triệu các bác, đây là đôi chim non thiên thần của thao chim bu gáy nhé. Ấp vào trong nò máy, nó ấp ra và nở bón từ nhỏ, rất là thuần luôn. Đấy, thuần luôn. Đôi chim này gọi là đôi chim non thiên thần. Đấy, các bác nào có nhu cầu alo 033 5305982. Đấy, này nó bắt đầu học mổ rồi, nhưng mình vẫn bón để cho nó thuần. Đây là đôi chim non thiên thần luôn. Đây là đôi chim non thiên thần các bạn nhé. Các bạn alo 033 5305982 để được đón nhận thông tin mới nhất.